nói thì sẽ là một bức tranh nha. Đầu tiên chúng ta sẽ dùng một cái hộp này. Được chưa? Chúng ta sẽ gắn cái hộp này vào đây. Đó. Chúng ta đã làm được một cái phần này đúng không? Khi xong, chúng ta sẽ gắn cái nắp chai thế này nha. Chị đã bóc băng dính hai mặt ra rồi. Như thế này. Phần này sẽ là như thế này. Sau đó chúng ta sẽ lấy một cái mà chúng ta tùy thích. Nó sẽ hơi lộn xộn nhé. Chị làm 6 cái nhé các em. Quảng cáo, quảng cáo. Rồi nhá. Rồi chúng ta chỉ dán hai cái mắt cờ phần như thế này. Tương ứng đối ở dưới. Nếu các em không có cái hộp nào mà chưa dùng thì các em có thể dùng một cái hộp đã làm rồi, thì các em có thể thường xuyên và dùng nó cũng được. Đây, các em có thể nắp lên và nắp cái này lên. Nhưng cái phần này chúng ta sẽ cởi nó ra, nhưng mà băng dính hai mặt đấy. Đây là những cái phần mà chị để tạm đây. Đây, các em thấy không? Quảng cáo. Bố, được rồi nhé. Chị chỉ đi bận một chút thôi. Chúng ta sẽ lấy một phần ở đây. Chị đã cắt sẵn ra từ lúc nãy rồi. Rồi chị sẽ lấy một cái băng dính hai mặt đi. Rồi nhé. Chị đã cắt xong. Chị sẽ dán đây. Đây dán một phần đầu nhé. Đây phần đầu tôi sẽ để thế này. Sau đó chị sẽ dán vào cái phần này. Chúng ta không dán được phần trên cùng, mà chúng ta sẽ dán phần đây. Chị sẽ làm một cái bức ảnh thế này. Ô, còn hai cái mặt cười này. Chúng ta sẽ tương ứng đối làm thế này nhé. Hai mặt cười chúng ta sẽ đối tương ứng đặt lên câu tay nghe này là sao. Chị đã làm được một cái hộp như thế này nhé. Chị đã làm được một cái hộp rất là hay rồi. Phần này chị sẽ cắt ra thật nhỏ nhé. Chị sẽ dùng dính hai mặt và dán lên để làm những cái phần pháo pháo cho nó đẹp nhé các em. Đây, chị có một cái dụng màu như thế này nhé. Đặt cái dụng màu này. Chị sẽ cất dụng màu đi chứ. Chị sẽ làm một cái phần hình vuông như thế này. Đó. Những cái phần hình vuông này sẽ là những cái phần hình vuông đôi tương ứng cho những cái ảnh. Em có thấy không? Rồi chị sẽ rất là ngang luôn. Nếu mà chúng ta dùng quá ngang thì cũng sẽ không sao, vì cái này nó rất ngang. Rất là đẹp đúng không? Rồi chúng ta sẽ bóc cái phần này ra. Đấy. Các em có thấy không? Cái chúng ta xong sẽ đặt lại vào cái chỗ hình vuông này. Thế này. Đấy. Chúng ta bóc xong, chúng ta sẽ dán những cái phần trắng trắng như thế này ở đây nhé. Một phần nữa. Mà chị đã được hai phần rồi đúng không? Để dán ra cái này vào đây. Nó sẽ hơi nhỏ nhỏ nhưng mà chúng ta có thể làm được. Nếu cái này quá sục sạch chúng ta sẽ cắt ra một chút. Oh.
Sao lúc nãy là chị cũng chưa cắt được cái này. Rồi nó sẽ dán lại nhé. À. Chị sẽ làm những cái phần này để chị đang làm một cái hình như là một cái bức tranh ấy, nó sẽ là những cái bức tranh đó. Sẽ là những cái bức tranh như thế này, khi chị làm mà chị cắt dán rất là hay. Chị đã làm rồi đấy, bóc băng dính hai mặt sẽ hơi khó một chút các em nhé. Như thế này để làm những cái nút tít tít ý, cho cái phần bức ảnh. Chị chỉ làm một cái máy tương ảnh, máy chụp ảnh tương ứng đi. Chúng ta sẽ dùng những cái phần này và cắt thêm những cái phần nhỏ hơn nhé. Mọi người sẽ cần nhiều băng dính. Bố ơi, bố đừng gửi cho ai nhé. Chúng ta có một cái kéo và một cái phần đôi tương ứng chúng ta sẽ cần hơi nhiều nhé. Đây, chị sẽ cắt cái phần này như thế này. Chị vẫn chưa dùng xong, các em dùng xong nha. Các em nhớ là chúng ta sẽ làm một phần tương ứng như thế này. Chúng ta sẽ làm ba cái trước nhé. Xong chưa? Chúng ta sẽ nó quá to, chúng ta có thể bóc được cái phần tờ giấy nó ra. Đứng ra đã bóc được rồi, cẩn thận nếu không nó sẽ dính vào khắp nơi nhé. Ừ, cơm chưa? Chị nghĩ là chúng ta sẽ làm một cái phần. Alo. Đây, các Alo. anh nhìn này. Ơ, nhưng mà chị Ừ, theo cơm chưa? chị thì chúng ta nên dùng không quá nhiều băng dính hai mặt nhé. Này, chị đã làm xong nha. Rồi, chúng ta sẽ gọn mấy cái này vào đây cho nó chắc hơn. Em thấy có rất là nhiều không? Chị là một đôi tường như thế này nhé. Tôi đại diện đây này. Bây giờ các em biết trên này làm gì không? Chúng ta sẽ làm những cái nút tít và dán này với cái này lên đây. Để làm những cái nút nút thích những cái phần bức ảnh nhé. Sau đó chúng ta sẽ tương ứng như cái này là một cái điều khiển ý. Chúng ta nhớ phải dán đôi cân bằng nhé. Nhưng mà khi chị buôn ấy là chúng ta sẽ dán nó thật cân bằng.
dùng bút chì để viền lại nhé. Nếu chúng ta không làm được, có thể cởi cái này ra nhé. Khi chúng ta cởi xong, chúng ta sẽ vẽ. Chị sẽ để thế này và viền nốt lại cái cuối cùng. Đây, nó sẽ thế này nha các em. Xong rồi, nó sẽ lắp lại cái này vào đây. Nhưng mà chúng ta vẫn còn rất là nhiều. Còn cái này nhé, nó có rất là nhiều được không? Chúng ta sẽ cắt một cái hình mà chúng ta muốn trên đây. Hay. Phần nó sẽ là như thế này. Đây, chị đã cắt một cái hình trái tim. Cái này mình cắt hình gì cũng được nhé. Nó sẽ hơi dính dính để kéo một chút, mà tí nó sẽ bóc hết cái vần băng dính này ra. Ra hơi lo lắng một chút về bóc băng dính hai mắt ý, nó rất khó nha các em. Nếu không bớt nó sẽ cắt tiếp. Đã bốc rồi nha. Nó bị dính đúng và sẽ nằm lại. Đó, rồi nó đã xanh được một cái hình thế này. Để nó phần này như thế này nha. Rồi chị cho cái này xem. Nó sẽ không dính chân lại vì phần đấy nó hơi dừng lại, dừng lại. Nó nắp vào. Chúng ta sẽ cắt thành hai nhé. Một cái phần hình nó rất giống cái bánh mì đúng không?
Chị sẽ dán nó vào hai mặt để giấy. Nó sẽ hơi khó. Phần nhỏ ngang ngang. Chị sẽ đóng lại cho nó bị. Để bỏ lên đây nhé. Để tương ứng vừa cái mặt quầy. Đấy. Hai cái hình như thế này nhỉ. Và lắp lại. Giờ chúng ta sẽ làm một cái phần sau này nhỉ. Phần sau mà. Đây. Rồi các em xem được rồi nha. Bây giờ chỉ còn một phần. Video chúng ta sẽ còn. Nó dài thế này nhưng mà không dài bằng. Các giấy đã không nói nhưng mà chị chỉ dùng như thế này thôi. Chị đã làm là một cái phần như thế này, chúng ta sẽ để dọc. Làm sao gấp lại nào còn như thế này, gấp cả hai đấy, ông vẫn hai mặt làm một cái, còn một cái phần rất tối nhỉ. Video chúng ta sẽ rất là nhanh. Bắt đầu. Chưa xong. Là còn làm. Đấy. Ta lên. Đấy. Rồi, vậy là chị đã làm xong video rồi. Chào tạm biệt các em nhé.